Chào thầy và các bạn, em tên Dung, đến từ lớp IB K45, đang đi lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Em xin phép được trình bày về chủ đề viêm bàng quang theo nguyên nhân và sinh bệnh học. Nhiễm trùng tiểu chia theo vị trí gồm hai loại là nhiễm trùng tiểu trên và nhiễm trùng tiểu dưới, trong đó viêm bàng quang thuộc về nhiễm trùng tiểu dưới. Bình thường thì hệ tiết niệu sẽ được bảo vệ bởi các yếu tố là nước tiểu. Nước tiểu bình thường sẽ vô khuẩn một chiều và có pH acid, làm ngăn chặn sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn. pH âm đạo cũng có tính axit, trong đó vi khuẩn thường trú là Lactobacillus đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên môi trường axit này. Dịch tiền liệt tuyến có chứa kẽm, đây là một thành phần có tính kháng khuẩn. Đáp ứng miễn dịch tại chỗ và toàn thân cũng là một yếu tố bảo vệ. Viêm bàng quang sẽ không bao giờ có ở một người khỏe mạnh bình thường, chỉ khi nào họ bị một trong hai các bất thường sau làm ảnh hưởng đến các yếu tố bảo vệ là thay đổi pH vùng âm đạo, niệu đạo, tầng sinh môn hoặc mắc các bệnh nền như đái tháo đường, lao phổi và các bệnh hệ thống khác gây suy giảm hệ miễn dịch. Việc có các yếu tố nguy cơ cũng làm tăng khả năng mắc nhiễm trùng tiểu sau giao hợp. Là một yếu tố nguy cơ bởi vì tinh dịch của người nam có tính kiềm sẽ làm thay đổi pH acid ở âm đạo của người nữ, gây nên viêm bàng quang tuần trăng mật. Nữ giới có khả năng mắc nhiễm trùng tiểu cao hơn nam giới bởi vì niệu đạo của người nữ thì ngắn, nằm gần âm đạo trực tràng nên tăng khả năng bị nhiễm khuẩn ngược dòng. Thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh thì nồng độ estrogen sẽ giảm, ảnh hưởng đến việc tạo ra môi trường acid ở âm đạo. Thủ thuật y tế là đặt ống thông tiểu cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiễm trùng tiểu. Đường xâm nhập của vi trùng thì nhiều nhất là con đường ngược dòng chiếm đến 97%. Ngoài ra, vi trùng còn có thể xâm nhập qua các con đường khác như là đường máu, hay gặp ở đối tượng suy giảm miễn dịch, trẻ sơ sinh, hoặc là đường bạch huyết, thông qua chuỗi hạch trực tràng, đại tràng và cạnh niệu quản. Nguyên nhân gây nên nhiễm trùng tiểu đa số là vi khuẩn gram âm chiếm 95%, trong đó vi khuẩn E. coli chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 80%. Không phải tất cả các chủng E. coli đều có khả năng gây nên nhiễm trùng tiểu, chỉ có các chủng có khả năng bám dính vào tế bào niêm mạc đường tiết niệu thì mới gây bệnh. 20% các loại vi khuẩn khác thì thường gặp là Staphylococcus trong nhiễm trùng cơ hội, Proteus trong nhiễm trùng bội nhiễm và Klebsiella trong nhiễm trùng bệnh viện. Một số tác nhân khác có thể gặp là nấm, ký sinh trùng, virus. Để nhiễm trùng tiểu có thể xảy ra thì cần phải có sự tác động giữa các yếu tố là vi sinh vật, cơ thể và môi trường. Do đó, để làm hạn chế khả năng mắc nhiễm trùng tiểu, về yếu tố môi trường ta cần phải vệ sinh tốt, đường tiết niệu, sinh dục. Như là ở người nữ thì khi vệ sinh phải làm theo hướng từ trước ra sau. Về yếu tố cơ thể thì ta phải làm tăng hệ vi sinh vật có lợi cho cơ thể như là thông qua liệu pháp ghép phân, là ghép các vi sinh vật có trong phân vào cơ thể. Hiện tại liệu pháp này đã được FDA chấp thuận, nhiều nước ở trên thế giới đã thành lập được ngân hàng phân. Người ta ghép phân thông qua việc là bơm phân vào hậu môn trực tràng của bệnh nhân hoặc là cho bệnh nhân uống viên phân. Ở nước ta thì phương pháp này đã được thực hiện từ rất lâu thông qua việc ăn các món ăn như là cá tra hầm cầu, thắng cố và các loại mắm. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.